Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu về dâu tây, nhưng mà đặc biệt là tủ gốc dâu tây nha. Cây này thì nó có khoảng tầm 2-3 tháng rồi, cho nên là có trái có bông rồi, có bông có trái lớn rồi, cho nên là phải vô gốc dâu tây dưỡng cho nó tươi tốt. Với lại trời sắp mưa nữa rồi, cho nó gốc nó im, lỡ nó mưa thì nó còn được xốp, nó không có động gốc dâu. Thì mời cả nhà theo dõi nha. Thì đây cả nhà ơi, đây là phân bò dưới là ba cái sơ dừa cả nhà, sơ dừa bự vậy nè. Đó, mình trộn đều lên nha cả nhà, có phân có sơ dừa rồi. Nặng ra mình tủ gốc dâu tây á cả nhà, tốt lắm. Thì đây cả nhà ơi, gốc dâu tây dưới trồng dưới màng phủ rồi cả nhà. Đây là bông nó cả nhà, trái nó cả nhà. Thì mình muốn xới gốc đất á, mình vô chân cho dâu tây thì phải đầu tiên phải xới lên cho nó đều nha cả nhà, xới xung quanh vậy nè. Đấy, cho một nhúm vòng này cả nhà. Nó mình tủ đều ra vậy nè. Tháng này là gần tới tháng mưa rồi, mình tủ gốc như vậy nè, giúp mưa nó không bị xói mòn đất, không bị dẻ. Đó, nó có lớp sơ dừa và nó xốp á cả nhà, cho nên là mưa nó không có bị xói mòn gốc. Mùa này mùa gì mà ve nó kêu quá cả nhà, quá trời nó kêu luôn rồi. Tủ vô vậy nè cả nhà, gốc nó tốt cực kỳ luôn. Trồng dâu này thì nói chung là nó rất là dễ dàng á cả nhà, thấy không, trái bông rồi cả nhà, thấy không, quá đẹp luôn. Đây còn một cách nữa cả nhà, đây chuẩn bị cho em một cái cây, cái tre mình mà dạng mà tre mà có ngạnh vậy nè cả nhà, có cái nạn vậy nè, tặng mình chổi cái trái này lên nè cả nhà, đừng cho nó xuống cái màng phủ á, đừng có chạm dưới đất, dễ bị hư trái dưới nước mưa rồi á, nhà nó động lỡ ủ á, nó bị làm cái trái dâu mình nó hư, cho nên là bắt buộc em phải chổi lên nha cả nhà. Thì mà cả nhà xem, đây cắm dưới đất nè cả nhà. Đó, lấy cái trái nó lên. Đó. Trái ba trái luôn nè. Chùm em để ba trái. Nhảy xuống cái này nè. Đó. Xem cả nhà. Đó, nó cao mặt đất nè. Nó cao có mấy phân á. Đó. Rồi mà tới hồi mà trái mà chuẩn bị gì nè cả nhà, chuẩn bị mình nó to rồi đó. Cái em kiếm đồ em bao trái lại. Sáng giờ làm được hết bơ bên này rồi cả nhà, đặt lá nó lá ba cái khâu si rồi bỏ bớt không, còn đây nữa là sáng giờ tủ hết như đây rồi cả nhà. Đó, sáng giờ tủ quá trời luôn, còn này chuẩn bị chổi lên nữa nè. Đây cả nhà, em chuẩn bị cây nhiều lắm cả nhà, chuẩn bị cây nhiều lắm, tại cái này mùa trái của nó cả nhà, trái nhiều lắm. Đó, chọi lên gì nè cả nhà, nó quá đẹp, quá lịch sự đúng không cả nhà. Xong rồi em sẽ bao trái này, bao là hết, bao ba bốn trái này luôn không. Thì một cây dâu tây của mình á, nếu mà nó cỡ khoảng tầm 6-7 tháng tuổi á, cây nó gốc nó to và bự á, thì cho cái một chùm trái của nó ra như thế này nè cả nhà. Đó, một cây á, nó ra một chùm trái vậy nè và bông như thế này á, thì nó tầm cỡ khoảng 15 trái hoặc là 11, 9 trái tùy theo cây lớn cây nhỏ, đúng không? Cây này thì hai tháng mấy tuổi á, thì nó cho trái khoảng chừng, để em đếm mà 1, 2, 3 bông, 4, 5, 6 bông, cho được 6 bông á cả nhà. Đó, trái thì nói chung là nó cũng hơi nhỏ, nó chưa có cho lớn cho mấy. Này có khoảng tầm tuần lễ nó là trái này nó bự và nó chín đó cả nhà.
Thì đây cả nhà ơi, đây một cây nó cũng đồng lọt với cái cây hồi nãy em mới vừa quay á, cho cả nhà xem á cả nhà. Thì cây đó cũng 2 tháng mấy tuổi, mà cây này cũng 2 tháng mấy tuổi mà cây này nó tốt mà cả nhà. Cây này nó chia ra được hai nhánh bông luôn nè cả nhà, một cây mà nó chia ra hai nhánh bông, đúng không? Hai nhánh bông á, thì mỗi bông vậy đó. Tại chắc nó cho được là bông bên đây là 4 trái và bông bên đây là 5 trái, đúng không? Bây giờ là trái bự nữa nè cả nhà, đúng không? À, trái bự nè. Đó, bự hơn ngón tay cái em, nó bằng giò cái em luôn chứ bằng ngón tay cái gì nữa. Không? Giờ tổng cộng là một cây này nó ra được hai cái bông mà nó được là 8 trái á cả nhà. Đó, nếu mà nó cây nó tươi tốt thì là năng suất trái rất là ok. Mà đặc biệt là trồng dưới đất thì em thấy nó tốt hơn á cả nhà. Tại vì trong chậu á, nó không có đủ chất dinh dưỡng. Còn mình trồng ngoài đất á, thì nó có đủ chất dinh dưỡng, nó có thể là bắt rễ đi đâu cũng được hết trơn. Nó có thể là nuôi trái, nuôi cây nó rất mau phát triển hơn trong chậu. Trong chậu thì trồng mình rất nó đẹp, nó rất đẹp rồi đó. Đây cả nhà, để em quay gần cho cả nhà xem nha. Ồ, trái nè, rất là to luôn nè, quá to luôn, quá bự luôn đó. Giờ hai chùm gì thì chơi hai cây à. Ồ, quá đẹp, quá lịch sự. Cái trái này vài bữa nó bao nó vừa nè, nó muốn chín này. Đó, trội lên gì nè, quá đẹp. Cách mặt đất có khoảng chừng cao cao được cả nhà, đừng có thấp quá mà đừng có cao quá. Đó, giống như em đang làm gì nè cả nhà, rất là ok. Bên này nó cũng hai chùm rồi nữa cả nhà, hai chùm mà nó có 1, 2, 3, 4 trái à, 4 trái thì hai chùm này em chơi một cái nạn thôi, một cái nạn chổi là đủ rồi, đúng không? Đó, cao cao một chút á, quá đẹp luôn cả nhà, quá lịch sự, quá đẹp luôn. Thì đây cả nhà, trái nó cũng chín rồi nè cả nhà. Quay qua tới hàng bên này thì phát hiện cái cây dâu, trái dâu nó chín rồi cả nhà. Đó, không? Giờ thì phải chổi nó lên thôi cả nhà. Đó, chổi nó lên rồi nè. Đó, cho nó cao cao mặt đất. Trái này thì ngày mơ nữa em bẻ ăn là vừa luôn á cả nhà, tại nó chín rồi. Nè cả nhà, nó chín nó còn trắng trắng nè cả nhà, nó chưa chín đều hết á. Chừng nào mà trái dâu mà nó chín mùi thiệt mùi luôn á đó. Chín mùi thiệt mùi luôn á, ăn nó mới thơm, mới giòn mà nó ngọt, ngọt ngắt ngay luôn á. Tiếp tục cả nhà ơi, tiếp tục. Mình ngắt mấy cái lá già bỏ đi, đúng không? Mình làm cho chống cái gốc của nó hết. Em nhổ cỏ nào banh ngay nè, lát nữa cái em đi tủ gốc sao cũng được. Này em chổi cho cả nhà xem thôi. Thì nói chung là dâu thì trái nó cũng nhiều lắm rồi đó, mà cái thời gian thì chổi dâu thì rất là nhiều á cả nhà, lâu lắm. Cho nên thì em quay nhiều cái chùm dâu và chổi cho cả nhà xem thôi. Chứ em quay hết này mà em chổi chắc cả tiếng 2 tiếng đồng hồ á cả nhà. Đúng không? Đó, quá đẹp đúng không cả nhà? Đúng không? Vừa chổi xong là da kêu vừa dứt tiếng luôn á. Nó kêu từ hồi nãy tới bây giờ mà điếc cái lũ tai luôn á cả nhà. Thiệt chứ khổ thiệt. Đây là tổng khu vườn của em nè cả nhà, đó. Mấy không cả nhà? Đây. Đó, mấy chùm dâu trái trái đó cả nhà, bên đó đó. Này. Đây còn đây nữa nè cả nhà, thấy không? Nè, trái nè cả nhà, thấy không? Ừ. Chuẩn bị chổi nữa nè. Đó. Trái rất là to, này là chổi lên mới được, không thôi là nó thấm đất, nó hư trái này luôn. Đây nữa cả nhà, trái nhiều lắm, quá trời trái luôn á. Trái nhiều lắm. Đó nó cả nhà, đó thấy không? Chùm đó nó thấy không? Đây nữa nè cả nhà,
không? Rồi đây nữa nè, không? Mà trái này cả nhà thấy không, nó thấm dưới đất nè, nó thấm dưới đất cái nó đen hết trơn trái này không. Đây cây này là rất là to khỏe, cái lá già này mà mình phải ngắt bỏ đi nè cả nhà, nó bị bệnh nè, để nó lây bệnh cho mấy cái lá mà nó không bệnh đó cả nhà. Đây nữa nè cả nhà thấy không, trái nữa nè, quá trời trái luôn. Đây nữa cả nhà, trái gì chút xíu nè, không? Để ăn thử trái này có ngọt không nha. Trái nó có tí tẹo à cả nhà. Nó cũng ngọt đó cả nhà. Đây cả nhà, nó tẩm khu vườn đó cả nhà. Trái quá trời trái luôn, chổi quá trời chổi luôn. Thì clip giao tay của em cũng tới đây thôi cả nhà. Em sẽ làm tiếp nha cả nhà. Để em quay nữa thì em quay mấy tiếng đồng hồ luôn á cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cả nhà. Thành thật cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì nhớ cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi em nha cả nhà. Thì bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Let's go.